Mời bạn lắng nghe podcast điểm tin ngày 10 tháng 6. Tin nóng, bất ngờ nguyên nhân nữ sinh bị bạn học ép hút thuốc lá rồi quay clip tung lên mạng. Tổng thống Macron tuyên bố giải tán quốc hội, cơn địa chấn chính trường Pháp. Huấn luyện viên Shin Tae-yong mạnh miệng, Indonesia chắc chắn có vé vào vòng loại 3 World Cup 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã làm thủ tục trao căn cước công dân cho ông Lê Anh Tú, còn gọi là Thích Minh Tuệ. Sau 5 ngày làm thủ tục, ông Lê Anh Tú sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Hơn 30 năm trước, ông Tú cùng gia đình vào sinh sống tại xã Ia Tô, huyện Iagrai, Gia Lai. Đêm 9 tháng 6 và rạng sáng ngày 10 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa lớn, nước lũ tràn về khiến nhiều nơi bị sạt lở, ngập úng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Lực lượng cảnh sát giao thông ở Hà Giang đã xuyên đêm giải cứu hơn 1.000 du khách trong nước và quốc tế bị mắc kẹt. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nữ sinh bị một nhóm học sinh đánh hội đồng, lột quần áo, ép hút thuốc lá. Liên quan đến sự việc này, Ủy ban Nhân dân huyện Trường Mỹ vừa có báo cáo xác minh xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hai em NTT lớp 8A trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ và em CVPN lớp 6B cùng trường đã hẹn nhau để nói chuyện. Em N rủ thêm một số em đi cùng. Khi gặp nhau, em T bị nhóm học sinh đánh, lột quần áo, ép hút thuốc lá. Cũng theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Trường Mỹ, sau khi sự việc xảy ra, em T bị sốc tâm lý, đang điều trị tại bệnh viện. Theo các nhà khoa học, hiện tượng san hô tẩy trắng tại quần đảo là do sự gia tăng bất thường của nhiệt độ nước biển trên 30 độ C. Đây là tai biến thiên nhiên đã được Cơ quan Quốc tế về Đại dương và Khí quyển dự báo xảy ra trên quy mô toàn cầu từ tháng 4 đến tháng 10, trong đó vùng biển miền Nam Việt Nam nói chung và quần đảo, Côn Đảo nói riêng. Hiện tượng tẩy trắng diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 6. Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết sẽ lên kế hoạch phục hồi san hô sau tháng 9 năm 2024. Hôm qua 9 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố giải tán quốc hội để tổ chức tổng tuyển cử sớm sau khi đảng Phục Hưng cầm quyền ở Pháp thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Quyết định của ông Macron đã gây ra một cơn địa chấn đối với chính trường Pháp. Trong trường hợp suôn sẻ, liên minh của ông giành lại đa số ghế ở quốc hội. Tuy nhiên, trong kịch bản không mong muốn, nước Pháp sẽ rơi vào tình trạng chung sống chính trị và 3 năm cuối trong nhiệm kỳ của ông Macron sẽ thật sự không dễ dàng. Bắc Kinh đón ngày nhiệt độ cao mùa hè năm nay với mức nhiệt lên đến 35,4 độ C vào hôm qua 9 tháng 6, ngày đầu tiên thủ đô Trung Quốc đưa ra cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao. Năm nay thời tiết nóng đến tương đối sớm, nhiệt độ trung bình đầu tháng 6 dự kiến sẽ cao hơn cùng kỳ các năm bình thường 0,5 độ C. Theo cảnh báo nhiệt độ cao màu vàng của Đài quan sát khí tượng thành phố Bắc Kinh, từ hôm nay đến ngày 12 tháng 6, nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng sẽ lên tới 35 đến 36 độ C, thậm chí có nơi đạt 37 độ C. Trước trận đấu với tuyển Philippines, huấn luyện viên Shin Tae-yong tuyên bố Indonesia chắc chắn sẽ giành vé vào vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trận đấu giữa Indonesia và Philippines diễn ra vào lúc 19:30 ngày 11 tháng 6, trong khi trận đấu giữa Việt Nam và Iraq bắt đầu vào lúc 1 giờ sáng 12 tháng 6. Nếu Indonesia thắng trận, đội tuyển Việt Nam sẽ bị loại trước khi ra sân. Thông tin trên đã kết thúc nội dung chính của podcast Điểm tin ngày 10 tháng 6. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.